Rồi, ok, xin chào quý vị anh chị, các anh em nha. Chiến hữu máy cày. Chiều nay mình có một con máy siêu phẩm các bạn. Thì máy này là nói chung là máy dân mà mình tuyển rất là lâu mới được một chiếc như vậy nè các bạn. Thì nói chung là hiếm có lắm, thì chia sẻ lên đây cho anh em nào có cái nhu cầu thì mình để lại cho anh em xài, nhất là những anh em mà mới lập nghiệp, thanh niên mới có gia đình đồ đó nha, thì xài cái máy này là đỡ lo lắm. Còn mà anh em có kinh nghiệm đồ nhiều năm đồ á thì mình biết chắc là không thích những chiếc xe này đâu, người ta thích xe già được không à. Còn anh em nào mới vô nghề á thì những cái chiếc xe mà nó chắc á là anh em về anh em làm rồi về nhà anh em ngủ ngon ha. Đó, như gia đình anh em nào có điều kiện thì những con máy mà mình coi kỹ, kiểm tra, chăm sóc sức khỏe đầy đủ hết á thì nó nói chung là nó cũng đầy đủ lắm. Nó chi nhan nè các bạn, không nó bên kia chi nhan bên đây chưa, đây đây đèn nè, đó đèn cháy ngon lành không, để đèn cho các bạn coi luôn vậy đó, không đó. Đây ngon lành nè, không mình là mình khoái chơi với cái hệ đèn đuốc rồi dữ lắm, rồi mình đề cho các bạn nghe nè. Tối không có biến nữa nha các bạn, xe này máy còn bốc lắm. Mình thấy cái độ chắc của nó là cỡ này là mình biết nó giữ rồi, à, nó lái nhẹ nhàng luôn nè, nó chưa ghê chưa. Đó. Cái điện cho ben là hoạt động bình thường luôn, ngon lành, xe hai cầu hai nồi máy trợ lực bánh lốp rồi còn đẹp liên lạc có máy xe đó. Anh em không mua thì mua xe nào, tắt máy đi, tắt máy đề lại cho anh em nghe một lần nữa nha. Ừ. Đó chưa, đúng chắc mà xe của dân chơi máy cày là nó chơi xe này nè các bạn. Đó thì mình nói sơ sơ cho anh em nghe nha. Thì thật ra cái con máy này á, thật sự mà nói luôn á là mình thích nó hơn là những cái dòng xe đời mới. Thích nó ở cái chỗ là nó bền, cái độ mà lì của nó đó. Thì anh em biết không, là nó thường thường là nếu mà nói so với thời gian, chạy đua với thời gian, thì những cái con máy hiện tại bây giờ là xe đời mới nó đã gớt với anh này rồi. Nói về mà cái độ bền, cái độ chắc, rồi mang trên mình nó một cái động cơ gọi là 1.5 tiết siêu tiết kiệm nhiên liệu. Cái động cơ 1.5 siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn các bạn, chạy bền mà tiết kiệm nhiên liệu. Anh em nghĩ những cái dòng xe đời mới nó đâu có đáp ứng cho mình đủ với những cái tiêu chuẩn đó, phải không? Rồi những cái bộ phận của nó là nhập từ ở bên Nhật về luôn, cho nên nó xài nó độ ổn định nó cao lắm. Thì anh em nào có cái nhu cầu thì liên hệ với mình để sở hữu con máy này trong thời gian sớm nhất có thể nha. Cái cục thun này của nó còn nguyên luôn nè, thun zin của nó nè, cái này thì nó đóng móc meo đổ ngoài đó, cục tả đầu này là cái vàng nước sơn zin còn luôn các bạn, phèn nó hơi đóng một chút thôi. Đó cầu kỳ rồi nè, ngon ok lắm, cho các bạn xem tem của nó luôn nha. À, đúng không, để là 3202 đó, dưới đó là cầu láp rồi cực kỳ ngon, còn hai cái miếng che hai bên luôn nha anh em. Dạ còn luôn,
Máy móc khô gan sạch sẽ. Bánh sau là bánh 12.4-28 nha các bạn. 12.4-28. Đùi còn xanh lướt luôn, xanh mướt luôn nha. Đây là ghim luôn á. Chưa? Kiếm một cái con xe như vậy khó nha các bạn. Thường thường đó là xe mà xe này thì khó phải nói rồi. Nếu mà tính theo cái độ mà lì của nó thì nó ăn đứt mấy chiếc xe đời mới luôn nha các bạn. Xe đời mới mà ra sau này nó xài vài năm là thấy ảnh qua mặt đứt luôn. Những con xe cũ cũ, xe đời mới bây giờ thì về cái mức độ mà cầm giá cũng không qua nó nữa. Rồi cái sự bền bỉ cũng lại thua nó luôn. 3202, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Đó, dưới nè. Anh em thấy chưa? Xanh lè, xanh lét, còn green luôn. Chắc. Cái độ chắc của chiếc xe nó còn bén, mướt. Rồi. Chào anh em nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với mình, số 0933 499909.